Hello, chào anh em nha. Này, trở lại kênh của em Lục Nguyễn nha. Này, cũng đi bãi săn ba cái đồ anh em mà sẵn quay chia sẻ lên cho anh em cái nhà bãi xe anh Tám ở Châu Thành nha. Xe quá khứ anh em ơi. Đây, anh em mua gì là bán đó nha. Này, mình lâu quá mình cũng không lên clip, không rảnh anh em ơi. Rồi nay mình qua bãi mình kiếm được đồ sẵn quay chia sẻ anh em nha. Xe này anh em ơi. Scoot Nhật cũng có nha anh em. Đây xe sát Nhật anh em ơi. Xe QS nè. Máy Alpha này anh em. Đây mình cũng quay chia sẻ anh em nha. Xe con tám chơi ngay cầu chắc đau nha anh em. Chạy vô. Quá xe anh em ơi. Đây với xe thanh lý xe gã nha anh em. Sigurd. Này cũng chưa rảnh là đi đi qua săn đồ sẵn chia sẻ cho anh em nha. Đó anh em cần gì lại ngay bãi anh Tám đi. Tìm dễ hơn nha. Đó, cần gì thì kiếm. Tại mình hôm gà mình cũng bận quá không lên clip cho cả nhà xem nha, đi kiếm mấy cái bãi đồ quay cho anh em. Mong cái nhà thông cảm cho mình nha. Đó, xe gì nằm lớp lớp nha nhà ơi. Đây là bãi xe ngoài hàng anh em. Quá khứ anh em ơi, này mình nó cũng quay được nhiều cái anh em, mình có chia sẻ cho anh em mấy xe nghe, còn anh em nào muốn cặn thì liên hệ anh Tám đi, nữa mình có để số điện thoại của anh Tám vô phần miêu tả. Đó, có gì anh em liên hệ nha. Xe nhóc anh em ơi. Đó. Nó quay ở ngoài hè nha, nó có gì anh để số điện thoại anh em cần gì liên hệ. Đó, rồi mình vô trong mình quay cái xe mấy cái đồ gã cho anh em coi nha. Đây về dài bên đây nè anh em ơi. Đó, đây một số xe nó nghe nè. Xe Nhật nó cũng có nghe nè. Đó. Dài dài cái đó luôn đó. À, dùm lên cho anh em coi nha. Đó, xe nhiều lắm. Rồi mình vô cái trong nhà nha, bãi gã nha anh em. Không gì mong anh em đăng ký ủng hộ mình nha. Đây trong nhà thì sườn anh em cần gì sườn quay sườn ghim gì đầy đủ nha anh em. Anh em muốn cần gì nghe bãi này ở cây okay, cầu chắc đau nha anh em. Rồi mình chạy vô trong khoảng 3 cây số đó. Đây là sườn cái này chưa bãi mấy bạn nó nghỉ gã đồ rồi, mình săn đồ mình quay chia sẻ cho anh em yên. Đủ thứ anh em ơi, vô đây mình không có thiếu gì đâu anh em ơi. Lục là có ti phục luôn anh em, em cần ti hư đồ cũng có nè. Cái ti này còn đẹp lắm nha anh em. Đó, anh em nào cần thì hương cây rồi đó mình thay vô qua đây. Áo còn máy máy này chưa gã, anh em mua cục này bán cục luôn. Đồ bên đây thì đầu nồng đồ gã đây sẵn anh em ơi. Áo
dày 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 áo cái nào. Còn đây là dên, dên nồi đó anh em. Bãi này đồ lắm anh em ơi, vô đây lựa chứ không sợ thiếu đồ luôn anh em. Bãi này là cũng lớn lớn nhất cho Thạnh đó nha, Long Xuyên luôn đó. Ở đây lóc nồi. Buộc luôn anh em, dài 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 anh em. Mâm mà đau luôn anh ơi. Dành luôn anh em, dành nó cũng còn đẹp anh em. Bãi xe đáy đồ mà không có đường đi luôn anh em. Đi mình phải đi lên đồ luôn chứ hon không có đi lựa chỗ được. Đây, dây điện đồ cũng còn đẹp nha anh em. Đó. Chị xé cho anh em đồ. Kho cơm tám. Bên tay cũng mới xe nha anh em. Đó. Dài 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 nha anh em, quá xe anh em ơi. Rồi mình vô nhà. Nhà thùng xăng luôn nè anh em. Gấp. Cản đồ luôn. Quá chế độ anh em ơi. Anh em cần gì là bãi này nha, bãi này là bao bao đủ đồ cho anh em luôn. Em lấy cầu chắc đâu rồi chạy vô 3 cây số hỏi bãi xe gã của anh Tám là ta chỉ à nha cả nhà. Hôm nay mình cũng chia sẻ với anh em vậy thôi, còn anh em muốn mua gì anh em tự lại kiếm đồ nha. Đây đồng hồ buộc đồ Nhật cũng có nhiều lắm anh em. Dành đó, mình cũng quay giáp cái bãi của anh Tám nha. Rồi có gì anh em muốn gì liên hệ nha, có gì nữa mình để số điện thoại của anh Tám trên phòng miêu tả, có gì cần gì điện anh Tám nghe cả nhà. Đó, đầu đèn được anh em. Đó. Đủ đồ lên em ơi, cuộc chân bà. Vậy tính em đây chị. Có chị. Quay hết. Rồi mình tạm biệt anh em nha. Cái gì anh em theo dõi mình sao nha. Đó, vậy xe anh Tám này là chắc đau chạy vô nha anh em. Đó. Đây là đường lớn là cầu chạy vô là dài vô gặp bãi xe anh Tám à. Đó. Nếu mình để điện thoại anh Tám có gì anh em cần thì liên hệ với anh Tám. Rồi ok, chào anh em nha.